Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hero Team. Và mình rất vui vì ngày trở lại hôm nay, mình sắp sửa mang đến cho bạn một bộ sản phẩm cực kỳ bí ẩn đến từ nhà PopMart. Bộ sưu tập lần này mang tên Squishy Spooky Tail, với thiết kế tông màu chủ đạo mang màu sắc đen xám cực kỳ huyền bí, được thể hiện qua đôi mắt của bé Spooky. Và ở đây, hộp nhỏ có thiết kế màu sắc tương đồng với hộp lớn. Phía bên cạnh là 12 bé Spooky hóa thân theo chủ đề Halloween, và một bé cực kỳ đặc biệt đó chính là Secret. Hãy đến ngay với bé Spooky tiếp theo nào. Đây là bé Spooky hóa thân thành người sói. Nhưng mà người sói này lạ lắm nha, mang một màu sắc cực kỳ dễ thương, màu xanh ngọc. Trên tay của bé cầm một chiếc bóng bay hình mặt trăng, phía trên có đeo một chiếc nơ màu xanh. Ở phía sau của bé có một chiếc đuôi rất là dài và đôi tai cực kỳ nhỏ. Mặc một cái quần chấm mi cực kỳ cute luôn các bạn ạ. Thật là dễ thương. Và đây là bé Spooky tiếp theo. Bé Spooky chúng ta lần này hóa thân thành một chiếc nấm có tên là Poisonous Mushroom. Bé Spooky mang một chiếc nấm rất là dễ thương. Ở phía trước bé có đeo một cặp mắt kính to, rất là dễ thương các bạn ạ. Ở phía dưới mang một đôi giày màu hồng này, mặc một chiếc quần chấm bi cũng màu hồng rất sặc sỡ nhá. Tóc của bé có màu vàng, quá là dễ thương luôn. Giờ ở đây mình có một phần quà dành cho các bạn này, đó là một viên kẹo. Viên kẹo các bạn đón có ai ăn kẹo nào? Ta-da! Spooky Scarf Monster. Bé Spooky chúng ta hóa thân thành một chú mèo màu xanh. Ở phía trên bé có quấn một miếng khăn trắng, hình như là bé đang bị thương mắt rồi. Có đeo một chiếc cúc áo giống con mắt này, hai hàm răng của con mèo này. Ở phía dưới bé có đeo một chiếc chuông lục lạc. Ơ, trông quen quen nhờ, hình như là của Doraemon đó các bạn ạ. Đây, tai mèo, chân mèo và đuôi cũng là đuôi của mèo. Sờ rất là thích nhá. Nhìn có cưng không các bạn? Nhìn muốn đem một bé về nhà nuôi ghê đúng không? Biết tại sao mình bịt mặt các bạn? Bởi vì mình sắp đưa các bạn đến một nơi cực kỳ nắng và nóng, và có rất nhiều kim tự tháp. Đó chính là Ai Cập. Và bé Spooky sẽ hóa thân thành ta-da! Một xác ướp nha các bạn ơi. Nhìn mình nhảy các bạn đón ra ai chưa? Đó chính là Spooky Little Zombie. Bé Spooky hóa thân thành một tiểu cương thi cực kỳ cute. Ơ, bé tiểu cương thi chạy đâu đó? Đứng lại mau. Bé tiểu cương thi đã bị phong ấn bởi lá bùa pin ở phía trước này các bạn. Thì các bạn hãy thấy đây là một bé tiểu cương thi, một nhân vật rất là quen thuộc trong phim Trung Quốc chúng ta hay xem nhé. Ở phía trước của bé có hai đốm lửa mặt trời màu xanh nè. Phía trước áo là một chiếc áo vàng có hình chú chim hạc. Ở phía sau cũng vậy nha các bạn. Và đặc biệt là cái chiếc lá bùa này có thể gỡ ra nhé. Nhưng mà sao mà đẹp trai dữ vậy? Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Mình có một câu đố dành cho các bạn. Đố các bạn biết dãy núi nào trên thế giới cao nhất? Trả lời ở phía dưới phần comment nhé. Ba, hai, một, hết giờ. Ui, lạnh quá các bạn ơi. Và câu trả lời đó chính là dãy Himalaya các bạn ạ. Và ở trên này nó có rất là nhiều tuyết, rất là lạnh. Ui, ơi, gì thế nhờ? Ở trên núi này có một quả cầu tuyết nè các bạn. Mà ở nơi lạnh như thế này chỉ có một người sống được, theo mình biết chỉ có thể là quái vật Yeti thôi. Hãy triệu hồi chủ nhân của quả cầu đến đây ngay nào. Và quả cầu tuyết của không ai khác đó chính là Yeti Monster, quái vật người tuyết. Đây để mình trả lại cho bạn nha. Wow. Đi chơi Halloween thôi nè. Hello bạn, nhìn bạn quen lắm. Mình là Bí Ngô, xin chào bạn. Bạn tên gì nhỉ? Mình là Frankenstein. Xin chào làm quen bạn nhá. Hôm nay đi chơi Halloween vui quá. Mà giờ mình khát nước quá ta.
đằng kia có một bạn dơi rất là dễ thương kìa. Để mình hỏi nước coi có không. Hello bạn, bạn cho mình xin miếng nước được không? Ừ, không được đâu. Nước này bạn không có uống được đâu. Muốn uống đúng không? Đi theo mình. Đi thôi. Ui, hello bé. Ui, ở đây có bé Bambi Baby cực kỳ dễ thương này. Xin giới thiệu các bạn một bé Spooky siêu cấp dễ thương. Spooky Bambi Ram Macaron. Nhưng mà bé chỉ là size baby thôi, bé còn nhỏ lắm. Bé đang cầm trên tay một cái bình màu đỏ nè. Bình này là bình siro dâu nha các bạn ơi. Ở phía trên bé có một cặp tai màu tím rất là nhọn, sợ rất là thích tai. Ở phía sau bé có một đôi cánh, cánh này có thể bay nhá. Một phần đuôi này. Rồi, đây là bé Vampire Baby. Umbala, umbala, umbala. Hồ Binh Umbala hiện ra. Bé Spooky của chúng ta hóa thân thành Forest Squid, phù thủy rừng xanh các bạn ơi. Wow, rất là sặc sỡ nha các bạn. Trên đầu của bé đội một cái nón màu cam chấm bi này. Nón của phù thủy rất là nhọn nha. Và cái phần nón này được làm bằng chất liệu nhựa bóng, sờ rất là thích tai. Ở phía dưới bé mặc một chiếc áo của một người nông dân, áo hai dây rất là dễ thương này. Ôi, phần mông ở sau này. À, đi cùng với bé còn một bé nữa. Đó chính là một bé yêu tinh màu xanh này này. Chắc là do bé phù thủy tạo ra để cùng với mình đi khám phá rừng xanh đó các bạn ạ. À, đi chơi thôi nào. Ta-da. Hóa thân thành một nhân vật trông cực kỳ thánh thiện. Đó là một bé thiên thần. Cầm thêm cái liền nha các bạn ơi. Thiên thần ngoan vẻ ngoài rất là thánh thiện, nhưng bên trong của bé lại là một nhân cách khác. Đó chính là Grim Reaper. Và thiết kế phía trước của bé mặc một chiếc áo choàng màu trắng với mái tóc màu vàng. Ở phía dưới cổ áo có những chi tiết họa tiết hình đầu lâu màu vàng này. Ở phía dưới bé một chiếc đầu lâu màu trắng nha. Trên tay cầm một cuốn sách kinh thánh này. Ở phía sau bé một đôi cánh thiên thần rất là dễ thương nha. Nhưng bé không phải là thiên thần đâu. Và bé thiên thần này cũng là sản phẩm cuối cùng để khép lại inbox 12 hòa Squid Bean Sporsky Tale ngày hôm nay. Và bé Spooky Green Freeball cũng chính là nhân vật cuối cùng xuất hiện trong series Squid Bean Spooky Tale ngày hôm nay. Vâng, và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cùng mình khám phá hết 12 nhân vật trong bộ sưu tập. Cảm ơn tất cả bạn đã lắng nghe và theo dõi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong tập tiếp theo nhé. Goodbye.